phút kênh tri của thuộc thần như sau. Chúng ta đã thức ăn được phút của thuộc về cái tinh thần của hai đội Việt Nam và Malaysia. Nếu thuộc thần của chúng ta chọn ăn thức ăn đơn nào thì đơn đó giành chiến thắng. Nếu thuộc thần chọn ăn cả hai đội thức ăn thì trận đấu kết thúc với kết quả này. We'll be right back.